rất là nhiều vitamin, vitamin A, B, C và K. Nắng quá các bạn ơi. Đây các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Eco Hình nha. Thì dưới cái nắng khắc nghiệt của Sài Gòn hiện nay á, phải nói là rất là khó chịu các bạn. Thì hôm nay chủ nhật các bạn, ở nhà rảnh rỗi thì Khương quyết định sẽ làm một cái món, nói chung là để bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể thôi. Thì mời các bạn cùng đón xem nhé. Thì hôm nay Khương sẽ kết hợp tất cả cái này với nhau để tạo ra một cái loại nước uống cực kỳ độc và lạ, đúng không ạ? Khương chắc chắn là chỉ có một mình Khương làm mà chưa ai từng làm cái món này luôn. Thì mời các bạn cùng xem nha. Thì bây giờ Khương sẽ gọt xoài đây các bạn. Đây có một cái dĩa xoài như thế này các bạn. Đây. Giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Mình bắt đầu bà đế rồi. Cho hũ với chua các bạn. Các bạn cho thêm đá vào nha các bạn. Uống lạnh lạnh nó mới ngon. Đây đã có một cái ly sinh tố rồi các bạn. Rất là lạnh luôn nha. Đây các bạn, mời các bạn cùng thưởng thức nha. Rất là mát luôn các bạn, và rất thơm. Thì Khương xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Rất là ngon luôn nha các bạn. Cái này rất có lợi cho sức khỏe nha. Cái này nó có rất là nhiều vitamin, vitamin A, B, C và K. Mang lại rất là nhiều năng lượng cho cơ thể của mình. Hôm qua hẹn gặp lại các bạn trong những cái video mới nhất của Khương nha.